Em thích làm người cá lắm hả? Dạ. Vậy đến nhà Tiêu ở 37 Điện Biên Phủ nha. Không, chú bà em ơi, luôn. Nè, còn mấy bạn này là người cá của Tiêu đang đào tạo nè. Lên được bơi rồi. Ok, hẹn gặp lại em nha, muốn làm người cá lắm rồi đúng không? Dạ. Ok.